Sau đây chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 1 tháng 3, một vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc đã xảy ra ở gần thung lũng Tempe ở miền Bắc Hy Lạp. Và tính đến thời điểm hiện tại thì vụ tai nạn đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra làm rõ. Một đoàn tàu chở hàng trăm hành khách đã va chạm với một đoàn tàu chở hàng khác. Ít nhất là 3 toa tàu chở hành khách bốc cháy. Các đội cứu hộ đã có mặt ở hiện trường và triển khai các công tác cần thiết để tìm kiếm, cứu hộ những người sống sót trong đống đổ nát. Đây thực sự là một thảm kịch kinh hoàng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân. Lực lượng chức năng đã phải huy động 150 lính cứu hỏa, 40 đội cứu thương và 15 xe tuần tra của cảnh sát tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Sáng ngày 1 tháng 3, cơ quan cứu hộ tiếp tục huy động thêm các máy móc hạng nặng để hỗ trợ công tác cứu hộ. Những người bị thương được đưa vào các bệnh viện từ Larissa đến Thessaloniki. Đại diện các cơ sở y tế cho biết các bác sĩ đang nỗ lực để cứu chữa cho hàng chục người bị thương.